Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Để kế tiếp, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Hạnh phúc từ đầu do Hội Thánh Tinh lành Baptist Phục Hưng thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Phương Nguyên xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SB10. Hôm nay Phương Nguyên xin giới thiệu với quý vị cuộc trò chuyện với mục sư Trần Tấn Hoài Nhân, hiện đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tinh Lành Bác Tích Phục Hân Fontes Việt Di Kính chào ông mục sư. Xin kính chào cô Phương Nguyên. Phương Nguyên có một thắc mắc mà từ lâu nay chưa có dịp nhờ mục sư giải tỏa. Đó là câu chuyện xảy ra giữa hai đứa con của tổ phụ loài người là Adam và Eva. Hai ông bà có hai người con trai tên là Cain và Abel. Trong chương 4 của sách Sáng Thế Ký, câu 3, câu 5 có ghi như sau: Vả, cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Jehovah. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Jehovah đói xem Aben và nhận lễ vật của người nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Thưa mục sư, thắc mắc của tôi là tại sao Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel nhưng khước từ của lễ của Cain? Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Câu hỏi này thì khi tôi còn học ở trong chủng viện thần học thì cũng thảo luận nhiều lần ở trong lớp. tôi xin được trả lời như thế này. Trước khi tôi phân tách để trả lời câu hỏi của cô Phương Nguyên thì tôi xin mọi người lưu ý là kinh thánh không cho chúng ta biết lý do tại sao Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel và chẳng nhận của lễ của Cain. Vì vậy, tôi sẽ dùng hai phương thức để trả lời câu hỏi này. Cách thứ nhất là dùng những câu kinh thánh trong Tân Ước liên quan đến nhân vật này để xem kinh thánh Tân Ước nói gì về họ để soi sáng chúng ta trong thắc mắc này. Và cách thứ hai là dùng suy luận dựa vào những dữ kiện bàn bạc trong Kinh Thánh để giải nghĩa thái độ của Đức Chúa Trời trong câu chuyện này. Cảm ơn Mục Sư. Như vậy, trong Kinh Thánh Tân Ước cũng có nói về nhân vật Cain và Eben hay sao? Xin Mục Thư tiếp tục giải thích thêm. Cảm ơn Mục Sư nhiều. Kinh Thánh đề cập rất rõ về hai nhân vật này. Khi Chúa Giêsu quả trách các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si là những kẻ giả hình. Chúa nói, họ là dòng dõi rắn lục sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, đuổi bắt các tiên tri, các người khôn ngoan của Chúa. Và Chúa còn nói thêm, làm cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi từ máu Aben là người công bình cho đến máu satari là con của Barachi mà các ngươi đã giết giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Đó là đoạn kinh văn ở trong sách Matthew đoạn 23 câu số 35. Trong phân đoạn này Chúa Giêsu cho chúng ta biết Abel là người công bình. Sứ đồ văn trong lá thư văn nhất đoạn 3 câu số 12 có viết: "Chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình." Như vậy, đối với sứ đồ văn, Cain là người giữ, còn Abel là người công bình. Ở trong sách Judea câu số 11, viết như sau, Khốn nạn thai chúng nó vì đã theo đường của Cain, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Balaam và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô Rê. Trong sự dạy dỗ của các rabi, câu kinh văn này ngụ ý nói Cain là người bất chấp đạo lý. Tôi sẽ trở lại câu kinh văn này khi nhắc đến nhận xét của học giả William Barclay. Câu kinh văn thứ tư nhắc đến Cain là câu số 4, đoạn 11 trong sách Heberer viết rằng Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng công bình vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói tác giả sách Heberer cho chúng ta biết Abel dân của lễ bởi đức tin nên tốt hơn Cain và vì vậy mà Đức Chúa Trời nhận của lễ đó. Tóm lại, theo các câu kinh này, chúng ta biết Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel vì Abel trước mặt Chúa là người công bình và dân của lễ bởi đức tin của mình. Thưa mục sư, dựa theo các câu kinh thánh này, lý do đưa ra rất tổng quát và gần như mơ hồ, vì nếu nói là bởi đức tin hay vì công bình nên Đức Chúa Trời nhận của lễ thì tôi e rằng không mấy người hiểu. Tôi thấy ông Cain dân của lễ thì ông ta cũng đã có lòng kính sợ Đức Chúa Trời rồi. Vả lại, Cain làm nghề nông nên ông dùng thổ sản mà dân thì đúng rồi. Nếu nói phải dân con thú có mỡ thì mới đúng luật thì theo tôi biết luật của mê xê về của lễ dân chỉ ban hành sau này thì từ thời mô xê nghĩa là cả mấy ngàn năm sau. Vâng, xin mục sư nói rõ hơn, giải thích hay phân tích để khán thính giả hiểu rõ lý do mà Đức Chúa Trời từ chối của lễ của Cain. Xin cảm ơn ông mục sư. Phần kinh thánh này cũng làm cho các nhà thần học cũng nhức đầu và cũng có nhiều tranh luận. Cảm ơn cô đã cho tôi thêm thì giờ để giải thích rõ hơn. Như tôi đã trình bày, cách thứ nhất là dùng kinh thánh để tìm hiểu con người Cain và ai bên thì qua bốn câu kinh văn trên chúng ta biết Abel là người tốt, tin cậy vào Đức Chúa Trời. Còn ông Cabin là người xấu, người dữ, không có lòng tin vào Đức Chúa Trời. Bây giờ thì tôi được bàn luận thêm dựa vào những thắc mắc của cô. Chúng ta thấy cả hai cùng dân của lễ, tức là cả hai cùng nhận chỉ thị hay là lời dạy của Chúa là phải dân của lễ. Và chúng ta cũng không biết chi tiết nội dung của chỉ thị này nhưng Chúa có dặn dò họ là phải dân của lễ. Sau này thì môi xe cũng nhận chỉ thị từ Chúa mà viết ra thành những nguyên tắc về sự dân của lễ thì chúng ta mới biết rõ ràng hơn. Vì Đức Chúa Trời là đấng không hề thay đổi nên tôi nghĩ những gì mà môi xe viết ra sau này cũng có cùng nội dung mà Đức Chúa Trời căn dặn Cain và Abel. Có thể Cain không làm đúng theo lời dạy của Chúa trong các dân hoặc trong đồ vật dân. Và thứ hai là khi nói về um, lễ vật, trước khi câu chuyện này xảy ra, ngay trong chương 3 sách sáng thế ký, mô tả Adam và Eva phạm tội với Chúa và Chúa đã rủa xả đất. Đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Như vậy thổ sản mà có in dân là sản phẩm từ đất bị rủa xả và chính tay mình làm ra. Đó là hình ảnh của hai vợ chồng Adam và Eva phạm tội rồi tự mình lấy lá cây mà che thân thể mình. Còn con vật mà ở bên dân là con vật đầu lòng trong bầy và mở nó tượng trưng hình ảnh của Chúa giết con vật lấy da may áo cho Adam và Eva. Thứ ba là lễ vật tốt nhất một lý do khác là của lễ mà Cain dân không phải là của lễ tốt nhất. Abel đã dân con chiên đầu lòng ở trong bầy, còn Cain chỉ dân trái cây mà không được mô tả là tốt nhất hay là ngon nhất. Có thể Cain chỉ dân thổ sản bình thường, do đó trong cách dân, Abel bày tỏ tấm lòng tôn kính trong khi Cain không quan tâm đến. Ở trong châm ngôn đoạn 21 câu số 27 viết rằng của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc phương chi họ đem đến mà có ác tưởng. Và điều thứ tư, có người dùng châm ngôn đoạn 3 câu số 9, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Sơ Va để cho rằng việc dân thổ sản của Cain rất đúng. Tại sao Chúa không nhận? Chúng ta cần phân biệt hai trường hợp khác nhau. Ở trong châm ngôn đoạn 3 câu số 9, nói về sự dân hiến thổ sản làm của lễ chay với tinh thần cảm tạ Chúa. Còn sự dân của Cain và Abel là sự dân tế lễ, đó là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Về điều thứ năm, có người biện hộ cho rằng Abel làm nghề chăn chiên nên có sẵn chiên để dân tế lễ, còn Cain làm nghề ruộng chỉ có thổ sản để dân mà thôi. Chúa có bất công không khi từ chối của lễ của Cain? Chúng ta thử hỏi, Cain làm ruộng nên ông phải ăn chay suốt đời sao? Chúng ta không cần nuôi bò mà vẫn có thịt bò ăn hàng ngày. Chúng ta không trồng lúa mà vẫn có gạo ăn mỗi ngày. Chúa rất công bằng. Ngài không bao giờ đòi hỏi cái in phải dân con chiên mà Ngài biết rằng ông không thể nào kiếm đâu cho ra con chiên. Ken biết làm thế nào để có con chiên để dân, nhưng ông thích làm theo ý riêng của ông. Đó là lý do của lễ của ông bị từ chối. Lý do cuối cùng quan trọng nhất là Đức Chúa Trời là đấng tế trị toàn quyền, ngài nhận lễ vật của A-ben từ chối lễ vật của Gain là sự lựa chọn của ngài, ngài có quyền không cần giải thích. Dù có thể giải thích tại sao chúng quyết định như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu rằng con người vốn có tri thức hữu hạn, nhỏ bé nên chúng ta phải hoàn toàn đầu phục, tuân hành và tôn trọng mọi quyết định của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn ông mục sư. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình có giới hạn, chúng tôi xin tạm dứt chương trình tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chào và kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, sống vui thỏa bình an và một năm mới tràn đầy phước hạnh. Đời người quá mau, thân con ta từng ngày. Lời ngài là sống, con luôn tin mê. Minh Auto Repairs, nơi sửa xe của người Việt, được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân hữu và khách hàng. Công ty của người Việt đã phục vụ quý đồng hương trên 35 năm trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Professional Auto Body đảm trách các dịch vụ Auto Body Shop, định giá trước cho bảo hiểm xe của quý vị tận tâm, chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Bodyworks và Sơn. Minh Auto Repairs nhận sửa tất cả loại xe Mỹ và ngoại quốc, bán mua tất cả loại xe cũ, bảo đảm một năm. Giới thiệu chương trình xe mới Hyundai với giá hợp thời trang và vừa túi tiền, warranty 10 năm hoặc 100.000 miles cho xe Hyundai mới. Xin liên lạc anh Minh, Professional Auto Body, 619 Burnside Place, Alexandria, Virginia 22304, giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối thứ bảy 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Kính thưa quý vị, bản tin VTV do SPTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngưng. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.